Chào mừng các bạn đến với kênh VinFast, và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những khoảnh khắc mà những con mèo đánh nhau thừa sống thiếu chết. Không hiểu là chúng đánh nhau vì nguyên nhân gì, rất có thể là vì tranh giành bạn gái hay là tranh giành lãnh thổ vân vân. Nhưng điều quan trọng là chúng đánh nhau rất là kinh khủng, và bây giờ hãy cùng nhau theo dõi.
nó phải nhờ. Chiều khoai này là khu đô bỏ. Das ist Schaki. Stop it. Love each other. Oh shit. Hey. Stop it. Salem, get out. Oh my god. Hey! Get Nero! No! Don't be fucking rude. Are you kidding me? I swear to God, stop. Don't be fucking rude. You throw the thing on me. I'll fucking hurt you. Don't do that. Stop. Oh my god. I'll fucking cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like cũng như chia sẻ video để ủng hộ kênh. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.